Này chị, giờ này mà chị còn ở đây chơi đùa được à? Sao vậy? Nhà chị bị rò rỉ nước, hàng xóm đang kêu ầm lên cái kìa. Thôi về con, con muốn chơi thêm. Chị cứ về trước đi, để tôi trông cháu cho. Tốt quá, không được đi đâu đâu nhá. Vâng ạ. Này cháu, cháu thích đọc chuyện này không? Có ạ. Thế lên xe của chú đi, trên đấy còn nhiều chuyện lắm. Nếu nhà bị rò nước thì quản lý phải báo cho mẹ mình trước. Chú này đi ra ngoài mà cầm chuyện nữa, thật là lạ. Thôi, cháu đứng đây đợi mẹ được rồi ạ. Đi một tí rồi quay lại ấy mà. Thôi ạ. Nào chú tắt đi. Nào. Ban ngày ban mặt anh đi bắt cóc trẻ con à? Liên quan đến cô. Anh mà không đi tôi báo công an đấy. Em có với chị. Chỗ này nguy hiểm quá. Hay là em về nhà chị đi. Chị gọi điện cho mẹ em nhé. Kỳ lạ. Nhà chị ấy còn cùng hướng với tên bắt cóc nữa. Vậy chị gọi điện thoại cho mẹ em đi. Nhưng mà điện thoại của chị hết pin rồi. Rõ ràng nãy mình thấy điện thoại của chị không pin. Hai người này không phải là đồng bọn chứ. Mẹ. Ai đây? À, xin lỗi, nhầm nhà. Ai đấy hả con? Người ta bảo nhầm nhà mẹ ạ. Ai đây? Có quên giữ chìa khóa cửa này, ra giúp đi. À vâng, tôi ra ngay ạ. Hình như con thấy có gì đó không ổn. Vừa nãy có người đến bảo mở khóa nhầm nhà. Họ vừa đi khỏi, có người bảo nhà mình quên giữ chìa khóa. Trùng hợp một cách kỳ lạ. Chìa khóa mẹ để đâu đấy? Chìa khóa vẫn đây mà. Có con ra giúp chìa khóa à? Chị ơi, xem giúp em chùm chìa khóa đấy có mấy chìa ạ? Xin lỗi cô. Anh đi đứng kiểu gì thế? Hay là để tôi đưa cô đi viện nhá. Cũng tại em đi vội quá. Cô bụng mang dạ chửa thế này đi đâu mà vội thế? Tại số em khổ, làm ăn thất bát, chồng bỏ theo người phụ nữ khác giàu có hơn. Thế bây giờ cô phải làm sao? Cửa hàng em còn vài chiếc điện thoại chưa bán được, em bán rẻ cho anh nhá. Vậy cũng được, coi như là giúp được một người. Điện thoại này em nhập 20 triệu, bán lỗ 8 triệu thôi à. Thế sao được, để tôi gửi cô 12 triệu. Anh đúng là người tốt. Không đúng, đứng rộng thế này đi đâm vào được mới lạ. Cô chửa sao chị ấy vẫn sơn móng tay, lại có chín hoa mùi nồng nặc. Cô xem điện thoại này bật được không? Ừ nhờ. Này cô ơi, tại sao lại không mở được? Lâu không dùng nên bị chập nguồn thôi ạ. À, chị ơi, chị có chửa mà sao mùi nước hoa nồng nặc, với cả chị lại còn sơn móng tay nữa. Hỏi nhiều thế nhở? Tôi bụng mang dạ chửa như thế này còn đi lừa người khác à? Đúng là xui xẻo. Ôi kìa cô. Cô thấy ai chửa mà lại chạy nhanh thế không? Ra nên giúp đỡ người khác nhưng mà phải giữ tỉnh táo, nếu không sẽ bị mắc lừa. Con trai của bố lớn rồi đấy. Chuyện. Mèo của chị bị lạc mất rồi. Em vừa đây từ chiều, làm gì thấy con mèo nào qua đây đâu chị. Chị vừa đi đổ rác mà quên không đóng cửa, nháy mắt một cái đã không thấy nó đâu rồi. Em có thể đi tìm nó cùng chị được không? Mèo vừa mất đã làm xong tờ rơi rồi. Ảnh rõ ràng là mèo lông ngắn, nhưng tờ rơi lại ghi hình mèo lông dài. Quan trọng nhất ở đây có bao nhiêu người lớn không nhờ, lại nhờ một đứa trẻ con. Em không đi được cùng chị. Sao lại thế? Là trẻ con thì phải biết giúp đỡ người khác chứ. Chị à, không đi thì đừng trách em tung chiêu. Em định làm gì? Bố ơi! Có chuyện gì đấy con? Không sao bố ạ. Chú ấy là ai? Tại sao lại mở cửa nhà mình? Liệu có phải hàng xóm nhà mình không nhỉ? Không đúng. Chú ơi, chú có phải là bố của bạn Tôm không ạ? Cháu là bạn của bạn Tôm, cháu rủ bạn ấy đi chơi ạ. Đúng rồi, nhưng mà Tôm vừa đi ra ngoài chơi rồi cháu ạ. Cháu quay lại sau nhá, lát bạn Tôm về chú bảo bạn ấy tìm cháu xong. Vậy cháu đi về đây ạ. Chào cháu. Alo, cảnh sát có phải không ạ? Nhà cháu có một kẻ trộm. Trong vòng 50 giây từ khi mình lên cầu thang, tầng 3 không hề có âm thanh. Vì thế đèn điều khiển bằng cảm ứng âm thanh không bật sáng. Điều đó có nghĩa anh ta đã mở khóa trong bóng tối. Nếu là một người hàng xóm, anh ta không thể mở cánh cửa lâu như vậy. Vì thế, anh ta là một tên trộm. Anh ta đang dùng chìa khóa đa năng để mở cửa. Các bạn nhỏ, an toàn của các bạn là trên hết. Trong trường hợp này, các bạn nên tránh đi trước để an toàn bản thân. Em ơi, em bị lạc à? Em chỉ không hề vừa đâu cả.
Thế bố em tên gì? Bố em tên là Nguyễn Thanh Tuấn. Em nhớ số điện thoại của bố em không? Em không biết. Thế em ngồi đây để anh tìm bố cho em nhá. Nhớ tên bố nhưng không nhớ số điện thoại. Ừ, có rồi. Nhớ trung tâm trợ giúp. Cô ơi, có em bé bị lạc bố ạ. Em ấy đi giày thể thao hồng, mặc áo dạ đen, cao khoảng 1m, hiện đang đứng trước sảnh tòa nhà M. Bố em ấy tên là Nguyễn Anh Tuấn. Lúc cô phát loa thì được chia sẻ vị trí của em ấy nhá. Con đấy rồi. Con làm bố lo quá. Các bạn nhỏ cần chú ý và nhớ kỹ những thông tin sau: tên và số điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà. Trong lúc gặp khó khăn thì có thể nhờ các mẹ dẫn con để được giúp đỡ. Anh ơi, cho em đến khu vực Cầu Giấy ạ. Hả? What? Alo, tổng đài 143 xin nghe. Cho hỏi bạn đang gặp vấn đề gì? Alo bố ạ, cháu sắp đến rồi. Cháu ơi, đây là đồn cảnh sát đấy. Cháu có biết là mình đang gọi cho 113 không? Ừ, biết ạ. Cho chú hỏi đang xảy ra chuyện gì? Con đang ở một chiếc xe màu trắng, có biển số là 30i. Hiện giờ có phải cháu đang có chuyện? Cháu chỉ phải trả lời đúng hoặc không. Đúng. Có phải tài xế khiến cháu cảm thấy nguy hiểm đúng không? Đúng. Được rồi, chú sẽ đến ngay. Này cháu, cháu báo công an đấy à? Tại sao còn bật ra ngoài? Ây da, cháu xin lỗi. Này, chú đây ý, là tài xế 5 sao đấy. Mày xem thám tử trên YouTube ít thôi. Cháu xin lỗi, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi ạ. Ai hốt thì mà. Đó là vứt sạc đây này, mới vứt sạc đây đúng không? Này chị ơi, chị đứng chửi nhau thì đứng tránh xa nhà tôi ra nhá. Tôi chửi cái bọn mất dạy vứt rác ở đây, tôi chửi nhà chị đâu. Này tôi nói chị biết bao nhiêu lần tôi vứt rác hộ rồi, tôi không thèm kể công gì thôi. Không đúng, chắc chắn là người mặc đồ đen lấm lép vừa nãy. Nhưng mà là ai trong hai người họ? Cả hai cô đều là người vứt rác. Cô đã vứt rác của nhà mình sang nhà cô Dung. Cô đã cải trang đồ đen để không ai phát hiện ra cô. Nhưng cô quên rằng mình chưa đổi giày. Hơn nữa, chiếc váy không đủ dài nên vẫn có thể nhìn vào quần bên trong. Giày người đi giày như này mà, không phải mình cô đâu. Trên người cô có mùi sầu riêng, trong túi rác này cũng có mùi sầu riêng. Tôi nghe là cô ta vứt rác ở đây mà, ý thức gì mà tồi tàn thế. Nhưng cô cũng là người ném trả lại túi rác cho nhà cô Thương. Cô ấy là hàng xóm, tiện thể vứt cho cô ý. Bây giờ càng được đà lấn tới ấy. Người lớn cần phải làm gương, đổ rác đúng nơi quy định, để trẻ con hình thành được thói quen sống xanh và có thể bảo vệ môi trường sau này. Chị ơi, em ngồi đây được không? Được em. Eo ơi, bẩn thế. Em làm trò gì đấy, là nước của chị mà. Chai nước thôi mà chị. Em rửa tay tí có sao đâu. Em còn nhỏ, ăn nó ngang ngược thế hả? Sao chị ích kỷ thế? Cùng lắm lại em đền lại chị chứ gì. Thôi, chị không cần. Chị không chấp trẻ con. Em nói đền là đền. Chị đi theo em. Danh con đâu ra không biết. Bỏ ra, em làm sao đấy, chị đã bảo là không cần cơ mà. Chị phải cảm ơn em ấy. Em có nhầm không đấy? Chai nước của chị chắc chắn có vấn đề. Vừa nãy, em thấy chị kia đi qua làm rơi ví trước mặt chị. Chị tốt bụng nhặt trả chị ta. Nhưng chị không nhìn thấy có kẻ đằng sau cho thuốc gì đó vào chai nước của chị. Em nghĩ trong đấy có thuốc mê đấy. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ thôi. Sau đó, thấy hai kẻ kia đứng gần theo dõi chị. Em biết có chuyện, nên là em đã cố tình làm thế. May mà có em. Khi chị ra ngoài, nhớ chú ý đồ ăn thức uống của mình nhá. Nếu xảy ra chuyện, chị phải chú ý quan sát xung quanh.